Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm khung trang trí treo tường nhé. Chi tiết hướng dẫn thì các bạn sẽ xem ở trong video giúp cho mình nha. Ok, đối với cái phần trang trí ngày hôm nay thì trước hết các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình một cái phần giấy bìa cứng với kích thước là kích thước A4 nhé. Thì ở đây thì các bạn sẽ sử dụng cái phần băng dính hai mặt này cho mình. Mình sẽ sử dụng băng dính hai mặt để cố định nó vào đây. Đối với cái phần băng dính hai mặt này ấy, thì mình sẽ là cố định chéo một cái đường lên trên này. Tương tự này, mình cũng sẽ đặt một cái phần đường đặt chéo vào đây. Đường này thì mình sẽ đặt sát với cái phần đường mà mình vừa mới cố định này. Ok này, các bạn sẽ cắt bỏ các cái phần thừa đi cho mình đã nhé. Sau đó thì mình sẽ sử dụng kéo này, mình sẽ cắt dọc theo cái phần đường này. Sau khi mà cắt xong rồi thì các bạn sẽ bóc cho mình cái phần băng dính hai mặt ở đây ra. Sau đó thì mình sẽ cuộn nhé. Bạn sẽ cuộn tròn lại cho mình này. Đối với cái phần này, các bạn sẽ cuộn nhỏ thôi nha. Chúng ta sẽ cuộn chặt vào một chút này. Ok. Tương tự với lại cái phần này cũng sẽ như vậy này. Ở đây thì các bạn sẽ cần cuộn cho mình tất cả là 10 cái phần thanh này. Mình sẽ cuộn lại này. Đối với cái phần thanh này ấy, thì các bạn chúng ta sẽ cắt cho mình. Cầm cầm đi đi, tao không cần nữa đâu. Các bạn sẽ cắt cho mình 8 thanh với kích thước là 25cm này. Và còn 2 thanh dài còn lại các bạn sẽ giữ nguyên nhé. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ cố định hai cái phần thanh lại với nhau cho mình này. Đối với
8 cái phần này thì các bạn sẽ cố định cho mình thành 4 cái phần cặp thanh dài như thế này nhá. Ok này. Sau khi mà đã cố định các cái phần thanh này lại với nhau rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành cố định nó lại thành một cái phần khung nhé. Các bạn sẽ cố định nó thành một cái phần hình vuông cho mình. Tuy nhiên là đối với cái phần đầu này thì chúng ta sẽ để nó thừa ra một đoạn này. Ok, sau khi mà đã cố định xong được cái phần hình vuông này rồi thì tiếp đến các bạn sẽ cố định cho mình tiếp cái phần thanh này nhé. Đối với cái phần thanh này ấy, thì các bạn chúng ta sẽ đặt chéo lên cho mình. Mình sẽ cố định vào đây. Tiếp tục này, đối với cái phần ở dưới này thì chúng ta sẽ cố định nó vào đây nhé. Mình sẽ sử dụng kéo để cắt bớt các cái phần thừa ở đây đi này. Ok, như vậy là mình đã xong được cái phần khung của mình rồi. Tạm thời thì các bạn chúng ta sẽ để gọn ra một góc cho mình trước nhé. Tiếp đến thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình các cái phần hình vuông. Đối với cái phần hình vuông này thì các bạn sẽ cắt cho mình theo kích thước là 7 nhân với lại 7 cm này. Ở đây thì các bạn sẽ gấp chéo lại cho mình. Sau đó này, mình sẽ tiếp tục gấp đôi lại này. Bẻ nó sang hai bên. Ở đây thì mình sẽ cắt một cái phần cánh hoa lên trên này. Sau khi mà mở ra thì mình sẽ được một cái phần bông hoa 8 cánh như vậy nhá. Thì các bạn chúng ta sẽ làm tương tự này.
Ok này. Sau khi mà cắt xong thì các bạn sẽ mở ra. Và đối với phần bông hoa này mình sẽ sử dụng một cái phần mặt của kéo này. Mình sẽ đặt vào giữa của cái phần cánh hoa và bẻ nó này để tạo cái phần sống cho các cái cánh hoa của mình nhé. Ok này. Sau khi mà đã bẻ xong thì các bạn sẽ cho mình một cái phần đường nhỏ vào chính giữa của cái phần bông hoa này. Sau đó thì mình sẽ cho một chút keo lên đây và đặt cố định một cái phần cánh hoa khác lên trên này. Sau đó thì mình sẽ sử dụng kéo này. Mình sẽ sử dụng kéo và cắt các cái phần cánh hoa này, mình sẽ cắt vào một chút này. Sau khi mà đã cắt xong thì mình sẽ tiến hành cố định nó lên trên cái phần bông hoa còn lại này. Các bạn sẽ đặt xen kẽ giúp cho mình này. Sau khi mà đã cắt xong, cố định xong được như thế này rồi, thì tiếp đến thì chúng ta sẽ làm đến cái phần nhụy nhá. Đối với cái phần nhụy, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái phần dải giấy màu đen như thế này. Mình cũng vẫn sẽ sử dụng băng dính hai mặt để cố định lại một cái phần đầu này. Các bạn sẽ tách ra cho mình khoảng 0,5 cm. Cố định nó vào đây. Tiếp đến thì mình sẽ cắt này. Mình sẽ cắt vào khoảng 1 phần 3 của cái phần băng dính hai mặt. Sau khi mà đã cắt xong rồi thì bây giờ mình sẽ gấp đôi lại để tỉa cái phần nhụy hoa cho mình nhé. Ok, sau khi mà chúng ta đã mở ra rồi thì bây giờ các bạn sẽ bóc cho mình cái phần băng dính hai mặt ra này và mình sẽ cuộn vào nha. Các bạn sẽ cuộn vào thôi, mình sẽ cuộn tròn vào lại này.
Ok này, sau khi mà đã cố định xong cái phần nhụy này rồi thì mình sẽ đặt nó vào chính giữa của cái phần bông hoa của mình nha. Ok. Các bạn chúng ta sẽ làm tương tự đối với các cái khác cho mình nha. Sau khi mà chúng ta đã cố định xong được làm xong được cái phần bông hoa rồi thì tiếp đến các bạn sẽ trang trí vào trong này cho mình này. Mình sẽ cố định các cái phần bông hoa vào chính giữa này trước này. Mình sẽ cố định nó vào trên cái phần trên này này. Ok, sau khi đã cố định xong được các cái phần bông hoa này rồi thì tiếp đến các bạn sẽ đặt cho mình ba cái phần bông hoa, ba cái phần góc dưới này. Ok. Đối với cái phần trang trí này thì các bạn có thể treo ngược lên như thế này. Hoặc là các bạn chúng ta có thể treo ngang dọc này tùy ý của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu thấy hay nhớ cho mình xin một lượt like và một lượt chia sẻ nhé. Đừng quên là nhớ đăng ký kênh để có thể theo dõi các cái video mới nhất của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.